Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, ở cái tuổi 30 như cô thì đã có biết bao nhiêu người dựng vợ gả chồng, nhưng cô vẫn lẻ bóng. Thế nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ vì muốn con hạnh phúc theo cái cách của mình mà người bố đã dựng nên một màn kịch không gì hoàn hảo hơn. Tưởng rằng gạo đã nấu thành cơm, không có gì có thể thay đổi. Thế nhưng khi cô gái này biết được rằng bố mẹ tạo điều kiện cho người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp mình thì cô như phát điên, phát dại. Cùng với đó là những giọt nước mắt quặn thắt, nỗi uất hận của người cha già. Vậy diễn biến vụ việc này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện sau đây kể về một gia đình vốn dĩ trước kia đã từng rất hạnh phúc. Đó là gia đình ông bà Nở. Cả hai lấy nhau về và sinh được hai muộn con gái sinh đôi. Lúc bấy giờ, người thân làng xóm ai cũng chúc mừng. Gia đình có phúc quá, đứa nào đứa nấy cũng kháu khỉnh bụ bẫm, mau ăn chóng lớn. Chả mấy chốc thời gian thấm thoát trôi, bố mẹ thì già cả, các con thì lớn dần lên. Trong hai đứa con gái thì đứa em là đứa nhanh mồm nhanh miệng, ưa nịnh nọt bố mẹ nên được cưng chiều hơn. Hai đứa con mỗi người một vẻ như Thúy Vân và Thúy Kiều. Đây là niềm tự hào của vợ chồng ông bà Nở. Công nhận đứa em nhỏ lại nhanh nhẹn, giỏi giang hơn cô chị. Năm nào cũng được học sinh giỏi, nhưng mà không vì thế mà ông bà thiên vị. Đứa nào ông bà cũng dành tình cảm riêng, không ai thua ai. Dù gia đình không giàu có nhưng mà hai đứa con đều được ăn học đến nơi đến chốn. Cô chị học xong thì cũng yên bề gia thất lấy chồng có con. Gia đình ai nấy cũng vui lây. Còn về phía cô em là cô gái tóc dài, da trắng, cao ráo xinh đẹp. Học đại học xong cũng xin đi làm ở công ty liên doanh nước ngoài. Lương tháng mấy chục triệu, lúc nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ đồng ra đồng vào. Có vẻ như chi tiến thủ của em rất là lớn nên em đã quyết định học lên nữa. Ông Nở chia sẻ rằng, rồi nó làm xong luận án thạc sĩ, đòi học lên tiến sĩ. Tự hào thì có tự hào, nhưng mà điều khiến vợ chồng ông bà đau đầu nhất là đã gần 30 tuổi mà nó chưa từng dẫn bạn trai về nhà. Bố mẹ có hỏi thì nó chỉ gạt đi, chưa thích ai. Và cũng không muốn nhắc đến chuyện trai gái nhiều, toàn tìm cách lảng tránh. Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Ở thời điểm đấy, xung quanh họ hàng làng xóm, đứa nào mà bằng tuổi con gái mình. Gái lớn thì gả chồng, trai lớn thì lấy vợ hết rồi. Vậy mà con gái nhà mình cứ dửng dưng. Với tâm thế mong ngóng, ông bà vẫn nhất quyết theo dõi xem con gái mình có người yêu hay chưa mà lại giấu bố mẹ. Cũng chính vì thế mà mới có chuyện xảy ra. Ông Nở kể lại trong nước mắt. Vợ tôi phát hiện ra nó vẫn thì thụt nhắn tin, gọi điện cho một người. Nói chuyện rất là thân mật, còn gọi anh em ngọt xớt, thậm chí hôn gió qua điện thoại nữa cơ. Nhưng mà hỏi thì cháu cũng chỉ bảo là bạn bè. Tôi lại sợ con mình dại dột, dính vào gã trai nào đã có gia đình. Chính vì thế, tôi đã thuê thám tử theo dõi. Vâng, thế là chuyện gì đến cũng phải đến, mọi chuyện vỡ lở. Những bức hình mà anh ta mang về khiến vợ tôi ngã ngồi xuống đất, còn tôi như lửa cháy trên đầu. Còn tôi tay trong tay, ngả ngốn, âu yếm với một đứa tóc dài, ngực nở y như nó. Cái đứa kia trông nam tính hơn, nên tôi chắc con tôi bị lôi kéo. Là một người bố, tôi không thể để con mình bước vào vũng bùn mà không làm gì được. Có thể nói, rất nhiều bậc phụ huynh còn rất là lạ lẫm với giới tính thứ ba này. Thậm chí là chưa bao giờ nghe thấy ở quê mình có người nữ yêu nữ hay là nam yêu nam. Thế nên, định kiến truyền thống cứ ghim vào đầu của bố mẹ rằng con gái lớn sau này là phải đi lấy chồng, còn con trai thì phải lấy vợ sinh con nối dõi. Cũng chính vì tư tưởng chưa cởi mở đó mà gia đình ông bà Nở vô cùng hoang mang lo lắng cho đứa con gái rượu của mình. Ông chia sẻ rằng, chúng tôi đã làm đủ cách, vợ tôi khóc lóc, khuyên can, dằn hắt, ngọt nhạt. Còn tôi cấm đoán, mắng chửi đánh đập, nhưng nó vẫn nhất quyết không nghe. Nó còn bảo bố mẹ sinh con ra như vậy, con không có quyền lựa chọn. Tôi thì tôi thấy vô lý, cùng sinh ra một ngày, cùng một bụng mẹ, cùng dòng máu. Nhưng mà chị nó thì đã lấy chồng sinh hai con. Chỉ có nó mới oái oăm đi yêu con gái như vậy. Ông Nở càng không tin được. Đường đường là một đứa có ăn có học, bằng nọ bằng kia, tài giỏi xinh đẹp là thế, sao chuyện tình cảm của nó lại trớ trêu như vậy? Nhất quyết không chịu thừa nhận. Ông càng ngăn cấm thì đứa con càng làm tới, thậm chí là bỏ nhà đi cùng đứa con gái kia. Sau một thời gian, vừa lo lắng cho con bấy nhiêu thì ông bà lại càng giận bấy nhiêu, cứ tự trách bản thân không dạy bảo con cái đàng hoàng. Ông nói rằng, vợ tôi ốm liệt giường, tôi cũng hết cách. Và trong cơn nghĩ quẩn, tôi cho rằng con gái tôi đã bị dụ dỗ, cũng chưa từng nếm mùi đàn ông
nên mới sai lầm dại dột như vậy. Tôi đảm bảo rằng nếu biết mùi đàn ông như thế nào, nó sẽ bỏ ngay cái tình cảm kỳ quái ấy đi. Nhưng nghe đến đây, cũng chẳng ai nghĩ rằng người bố này lại dàn kịch bẫy chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Qua thăm dò nhiều mối quan hệ, thì ông N cũng biết tới cậu con trai tên là Lợi, đã theo đuổi con gái của tôi rất là lâu rồi. Cậu ấy là kỹ sư, công việc thì ổn định, cao giáo, khỏe mạnh. Cậu ấy thì thường đến nhà tôi ngồi đợi này, trong khi con gái tôi đuổi quẩy quậy. Tôi đã nói hết sai lầm của con gái tôi cho cậu ta nghe và nhờ cậu ấy giúp con gái tôi nếm mùi đàn ông. Khi mà hai bên đồng ý, tự tay người bố đã pha thuốc ngủ vào cốc nước chanh rồi bảo vợ mang lên cho con uống. Thấy con mình đã ngấm thuốc, người bố liền bảo anh Lợi muốn làm gì nó thì làm. Con gái bị chút thuốc mê đâu biết gì, con gái bị chút thuốc mê thì đâu có biết gì. Còn anh Lợi được bố mẹ người mình yêu cho phép thì còn gì hạnh phúc hơn. Sau khi mọi chuyện đã thành, tưởng rằng gạo đã nấu thành cơm thì con gái ông không thể từ chối được nữa. Nhưng mà khi tỉnh dậy, biết được chuyện bố mẹ tạo điều kiện cho một người đàn ông cưỡng bức mình, con bé đã như phát điên, phát dại. Nó gào thét khóc lóc, mắt trợn ngược, khiến vợ chồng ông N phát hoảng, phải gọi chị gái của nó về an ủi. Ông nghẹn ngào nói trong nước mắt. Từ lúc xảy ra chuyện, nó lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì suốt nhiều ngày. Chị gái nó nhìn thế cũng khóc ròng. Nỗi oán hận ngập trong con mắt của đứa con gái thân yêu. Còn tôi đã dọn về nhà chị gái sống, chứ không muốn nhìn mặt vợ chồng tôi nữa. Một tháng sau, cô chị gái báo tin em gái có thai. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn. Nó thì vẫn như người câm, không nói không rằng. Nó nghe thấy giọng tôi ngoài cửa là lại gào thét lạc giọng, nên chúng tôi cũng không dám đến thăm. Trong nhà giờ đây chỉ còn hai vợ chồng, cũng không nói chuyện với nhau. Vợ tôi chỉ khóc, bà ấy đau khổ, dằn vặt bản thân. Còn thằng Lợi từ hôm đó, thấy con bé như vậy, cũng sợ hãi, không dám lui tới. Căn nhà tôi rơi vào sự lặng lẽ đáng sợ. Lúc này, tôi mới biết mình sai. Chỉ vì một lúc nóng vội, hấp tấp, giận dữ mà tôi đã làm điều quái gở với con gái của mình. Nó mà trầm cảm, điên khùng, thì kẻ gây ra tội lỗi chính là người bố đã sinh ra nó. Từ bây giờ, biết lấy ai ngồi bình luận chính trị, xã hội với tôi, lấy ai bóp đầu cho vợ tôi, lấy cho tôi cốc nước mát mỗi khi vợ chồng tôi mệt mỏi. Còn đâu tiếng cười giòn, tiếng nói ríu rít đầy sức sống của con. Tôi đã không thể tự bào chữa cho chính mình. 4 tháng sau đó, kể từ khi ngày tôi ép con làm điều bi kịch, tôi không sao ngủ được. Vừa chợp mắt là tôi thấy con gái tôi ú ớ, chới với gọi tôi cầu cứu, mà nước cứ ngập lên cao dần, cao dần. Nước sắp cuốn con tôi đi, mà tôi không thể nào quay lưng lại. Một ma lực đã đẩy tôi rời ra nó. Đấy, trong câu chuyện này, chỉ vì bố mẹ quá bảo thủ, khó chấp nhận, không chịu nghe tiếng lòng của con gái, làm việc gì cũng quá nóng vội để dở hậu quả đau đớn khôn nguôi. Còn cô gái trong câu chuyện này, do gặp phải rào cản quá lớn từ gia đình, nên chị đã không vượt qua được, không dám mở lời để tâm sự với bố mẹ. Nếu chị can đảm chia sẻ chuyện thầm kín bấy lâu nay sớm hơn, thì có lẽ mọi việc đã không đi quá xa như vậy. Có thể nói tại Việt Nam, đồng tính nữ vẫn là một vấn đề mới mẻ. Khi gặp phải sự kỳ thị, những người này rơi vào bế tắc hoặc cố tình che giấu cái tôi thật sự của mình, sống một cuộc đời bất hạnh. Thậm chí có trường hợp đã chết vì không tìm được sự cảm thông, hiểu biết của những người quen hay là người thân. Nhưng đồng tính là xu hướng tình dục, không phải là vấn đề đạo đức, cũng giống như việc bạn có màu mắt xanh hay là nâu, thấp hay là lùn. Đây là điều không thể thay đổi được khi nó đã mang tính bền vững. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.